Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Giới thiệu tên và trả lời câu hỏi nhé. Chào ơi,
giới thiệu với chú là cơ lê cũng là các bác ở trong đoàn, các bạn cũng biết hết cháu rồi. Cháu tên là Hồng Phương Thảo ạ. Hiện tại cháu cũng đang là một thành viên của lớp bán mạng điện tử chất lượng cao ạ. Cháu khi mà cháu cũng giống như bạn Uyên và cũng giống như đa số các bạn ở đây là đều có niềm là tình yêu với cả trường báo, và bọn cháu vào đây thì cũng ban đầu thì cũng không quan tâm đến ngành học, bọn cháu chỉ rất yêu trường và muốn vào trường thôi. Tuy nhiên thì chắc là có một cái duyên trời định gì đấy, thế là bọn cháu đều đỗ hết vào cái lớp này. Khi mà vào được đây rồi và khi mà được có cơ hội được tiếp xúc với cả truyền thông và cả báo chí thì cháu thấy là điểm giống nhau của cả hai cái này đều là truyền tải thông tin đến người khác, đến cộng đồng. Tuy nhiên thì nó cũng có một sự khác biệt nhất định, đấy chính là truyền thông thì có vẻ là nó sẽ thoải mái hơn báo chí, tức là báo chí khi mà đưa lên thì hầu như là phải 100% sự thật và yêu cầu người viết báo phải có ý là sự tìm hiểu và tư duy rất là cao, còn truyền thông chỉ cần là sáng tạo và mới mẻ đổi mới, cũng phải có một tí sự thật, thể yêu được, nhưng mà đấy ạ, nó rất thoải mái hơn. Tuy nhiên thì khi mà được tiếp xúc với cả hai thì cháu cảm thấy là cháu yêu thích cả hai, và cháu muốn ước gì sau này cháu có thể kết hợp được cả báo chí và truyền thông với nhau ấy. Ý là có thể viết báo một cách sáng tạo hơn và không giống quân như những gì mà mọi người đã từng đọc ấy. Thật ra chú chưa thỏa mãn với cái câu trả lời này, cho nên là chú muốn đọc sâu một tí. Đến đây nhá. Truyền thông, báo chí thì phải phản ánh 100% sự thật, còn truyền thông thì sáng tạo. Tức là sáng tạo thì không có nghĩa là sự thật chăng, hay là sự thật thì không nghĩa sáng tạo. Tôi thì đang làm một cái công việc cả hai, một họa sĩ cần sáng tạo và một nhà báo cần cái sự chân thực. Thì chú lại hỏi đào sâu thêm, như vậy làm sao để kết hợp được giữa cái sáng tạo và cái sự chân thực, sự thật 100%. Thế thì Thảo đã có cái định hướng nào để làm cái công việc đó nó hài hòa chưa? Thật ra là cháu thấy gần đây thì hai cái khía cạnh này cũng đã có sự va chạm nhẹ vào nhau rồi. Ví dụ như là có những cái trang tin nhanh ở trên Facebook hoặc là ở trên những cái trang mạng xã hội mà tiếp xúc được đến gần với nhiều bạn trẻ hơn, và thay vì là một tờ báo truyền thống đấy, hoặc là như là báo mạng điện tử của bọn cháu cũng là một cái sự phát triển của báo chí ấy. Tức là nó sẽ không còn là chỉ là một tờ báo nữa mà nó còn được đăng ở trên nhiều các trang tiện khác, thì cháu nghĩ đấy cũng là một sự va chạm nhẹ nhàng đấy. Rồi, cảm ơn Thảo nhé. Vâng, va chạm nhẹ, thật ra tôi thì tôi cho là va chạm mạnh rồi đấy, chứ không phải nhẹ đâu. Là lý do là bởi vì đối với quan niệm của người Mỹ đó, làm báo thì các bạn thấy cái chữ news, N, E, W và S, đó, N-E-W-S, thì nó có là news là tin tức đúng không ạ? Theo thông thường nào đây? Và nó định nghĩa bởi cái chữ Đông Tây Nam Bắc, North East West South, là nó phản ảnh là một cái góc nhìn đa chiều. Không biết là các bạn đã biết cái ý tưởng cái chữ định nghĩa news, tin tức là đa chiều. Nhưng mà nói như là bạn Thảo thì tôi cho là nó cũng gần phản ảnh cái điều đó. Thật ra mình không nhất thiết là mình phải nói sự thật 100% theo cái yêu cầu của mọi người đâu. Ví dụ các bạn đến với cái ngôi nhà này, các bạn chỉ đến dừng chân ở cái khuôn viên này thôi, mà các bạn chưa vào cái ngôi nhà bên trong thì cũng không thể biết được sự thật nó như thế nào. Nhưng ít nhất là cái sự chân thành và mô tả của các bạn ở cái không gian các bạn nhìn thấy một cách tương đối thì cũng đã nói lên được cái sự thật nào đó mà các bạn đón nhận rồi. Cho nên là tìm hiểu sự thật thì nó vô cùng lắm. Cho nên khi mà tôi về Việt Nam thì nhiều bạn đồng nghiệp của tôi nói là ông Dương về Việt Nam thì ông thấy cái gì, ông thấy Việt Nam như thế nào, thì tôi thì rất là khiêm tốn, tôi bảo là tôi chỉ thấy Việt Nam qua nơi tôi sống, nơi tôi đi và qua những cái gì tôi tìm hiểu học hỏi được. Cho nên là có thể nói là chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình ôm cả được cái thế giới này, ôm cả được sự thật đâu. Cho nên là có thể nói là các bạn cứ tự tin làm cái công việc của mình, rồi truyền thông sáng tạo. Sáng tạo như thế nào? Không biết là có bạn nào là đồng ý với lại ý kiến của bạn Thảo không? Truyền thông tại sao phải sáng tạo? Sáng tạo như thế nào?
sáng tạo là không phải là đưa ra một cái sự kiện mà nó làm nó phóng đại hơn, nó khuất tán lên những cái điều mà liên quan đến một sự kiện không. Xin tìm hiểu một chút về cái sự sáng tạo đó. Xin mời một bạn rất là đáng chú ý, cháu lên đây. Bây giờ là đến cái phần là mình sẽ mời nhá. Bạn Thảo nói là truyền thông là cần phải sự sáng tạo, trong khi báo chí là đưa ra sự thật. Cháu có đồng ý với cái quan điểm này không? Xin cháu tự giới thiệu tên. Cháu xin chào chú Nguyễn và cô Lê Nê ạ. Cháu xin cảm ơn câu hỏi của chú. Cháu cũng có đồng ý với bạn Thảo về ý kiến đưa ra là báo chí là đưa sự thật và truyền thông thì sáng tạo. Tuy nhiên thì cháu cũng có những cái góc nhìn khác về truyền thông. Cháu có thể xin kể lại một chút, đấy là quay ngược lại về thời 8X, 9X đi. Thì khi đấy cái truyền thông điều hướng dư luận là đối với cháu, đối với tuổi của cháu ấy, là đối với cái tuổi như cháu ở cái thời đấy sẽ là khoa học trò, báo tuổi thần tiên, đấy đúng rồi ạ. Những cái báo đấy thì những cái khoảng thời gian đấy thì là truyền thông nó rất là bình thường nữa. Những cái xảy ra kiểu như là tình yêu rồi học trò, tình yêu gà bông, đấy là truyền thông đang điều hướng dư luận theo cái hướng đấy ạ. Nhưng quay trở lại thời bây giờ thì cháu nhận thấy là truyền thông sáng tạo, nhưng bởi vì cái sự sáng tạo đấy cho nên là người ta phóng đại hóa và người ta dẫn đến một cái khái niệm là truyền thông bẩn. Cho nên cháu nhận thấy là cái truyền thông sáng tạo hiện tại bây giờ nó điều hướng dư luận thôi, có như là nhiều cái hướng đi rất là khác nhau. Báo chí thì là truyền tải thông tin là sự thật đối với mọi người, thế nhưng truyền thông nói chung, ví dụ như các kênh thông tin truyền thông, cháu đang nói như là kênh 14 này, các trang tin sao tin gì đấy, họ đưa truyền thông và họ điều hướng dư luận theo kiểu những cái chiều hướng có cả tích cực và cả tiêu cực. Và chính cái điều đấy nó sẽ ra cái hay, có một hệ quả là truyền thông sẽ bị dư luận sẽ bị tắt mũi. Thế nên cháu nghĩ là cái sự sáng tạo ở đây và cái người làm truyền thông cần phải lưu ý là sáng tạo, nhưng mà cần phải đặt cái tâm của mình vào trong làm truyền thông, chứ không phải là vì mục đích câu kéo để mà cái sự sáng tạo đấy nó bị xấu đi ạ. Đấy là cái góc nhìn của cháu ạ. Xin cảm ơn ạ. Rồi, rất cảm ơn cháu. À, có thể nói là tôi rất thú vị, nếu mà cái buổi mà giao lưu chúng ta mà kéo dài thì nó miên man lắm, không bao giờ mà hết được. Nhưng mà trong cái phạm vi thời gian nào chúng ta có thể trao đổi được thì chúng ta có lẽ là xin thầy Sơn 5 phút hay 10 phút nữa thưa thầy. Chúng ta đến 5 phút nữa. 5 phút nữa, vâng, xin 5 phút nữa để chúng ta kết lại cái câu chuyện và mở ra những cái buổi sinh hoạt như thế này. Rất mong là sẽ có dịp để được trao đổi thêm với các bạn. Có thể nói là khi mà chúng ta đang tham gia vào cái cộng đồng mạng, với ai cũng có thể sản xuất được tin, ai cũng có thể câu view rồi câu like, và nhất là bây giờ những cái mạng xã hội nó lại còn làm ra kinh tế, làm ra tiền nữa, cho nên là cái hình thức người ta là không biết là hỗn loạn. Nhưng mà tôi tin là ở Việt Nam cộng đồng mạng sẽ có những cái quy định về mạng, an ninh mạng sẽ lọc lõi tất cả những cái thông tin mà không đúng. Và riêng đối với lại truyền thông của ở nước ngoài mà tôi được học hỏi đó, thì cái quan trọng nhất là như các bạn biết là uy tín. Có thể là chúng ta là chưa làm quen với những cái giá trị của những người mà làm truyền thông ở nước ngoài đó. Mặc dù là báo chí tư nhân, báo chí tự do, nhưng mà người ta rất xem trọng cái uy tín. Cơ quan nào, nhà báo nào làm với cái tinh thần trách nhiệm với cái sự thật thì lâu ngày sẽ tích lũy và sẽ được cái sự ủng hộ của khán giả, của độc giả. Do đó là chúng ta cứ tự tin làm việc với sự chân thành, và nhất là học hỏi từ những lý thuyết từ các thầy các cô ở trong trường, thì chúng ta sẽ có một cái hướng đi rất là tốt đẹp. Xin dừng cái câu chuyện giao lưu của chúng ta ở đây, và xin cảm ơn thầy Sơn, cảm ơn các bạn. Rất tiếc là chưa có được trao đổi với lại các bạn sinh viên nam. Nhưng mà chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội. Sau này thì tôi có cái kênh Việt Nam Today, có cái số điện thoại liên lạc để chúng ta có thể trao đổi trực tiếp. Và mong một lần nào đó khi mà tôi được về Hà Nội sẽ được thầy Sơn cho phép để đến thăm các bạn tại trường, để chúng ta có những cái buổi gặp gỡ nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn. Xin nhiều lời cho thầy Sơn. Rất là cảm ơn những cái tương tác và chia sẻ của chú Trường Nguyễn với các bạn. Cái buổi hôm nay
thầy coi như một cái trải nghiệm của các bạn đến một cái cuộc sống của vùng Tây Bắc mà chúng Trường Nguyễn đã trở về từ Mỹ và quyết định đặt cái địa điểm cuộc sống của mình ở đây để các em hiểu hơn mỗi con người, mỗi vùng đất nó sẽ có những cái giá trị văn hóa khác nhau. Thay cho lời cảm ơn thì có những cái lời mời khi nào mà chú Trường Nguyễn về Hà Nội thì kết nối và chúng ta lại có duyên gặp lại nhau. Còn bây giờ mời tất cả chúng ta lên đây chụp một kiểu ảnh. Mời nghệ sĩ Thanh Miền giúp và chụp một cái bức ảnh lưu niệm với gia đình ở đây. Rất là cảm ơn. Trong lúc chúng ta lên chuẩn bị sắp xếp thời hình để chụp kiểu ảnh kỷ niệm với các nghệ sĩ với cả thầy giáo thì theo lại công ty Hương Việt thì tôi cũng xin thông báo lại cái chương trình một chút như thế này. Tối nay thì chúng ta sau khi ra dùng bữa nhé, thì các bạn sẽ có hai phương án lựa chọn. Một là chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi, hai là chúng ta sẽ tự do tham quan ở cái khu nhà hàng tối nay ăn sẽ là trung tâm thành phố luôn. Chúng ta có thể bộ đi dạo và đi tham quan nhé, đi chơi, đi uống nước, xong rồi chúng ta về khách sạn thì chúng ta nhớ địa chỉ khách sạn để chúng ta về. Cái đấy thứ nhất. Thứ hai là chương trình chúng ta thay đổi một chút là sáng mai chúng ta sẽ không đi qua đài truyền hình mà chúng ta sẽ đi chơi. Nên công ty sẽ bù cái thời gian mà đi đài truyền hình đó thì sẽ là mời các bạn đi tham quan một phiên chợ đá quý nhé. Ở tại thành phố Yên Bái luôn. Nghe đến vài có chợ đá quý đúng không ạ? Bình thường phải lên tận Lũng Yên nhưng bây giờ thì đã có chợ ngay và họp ngay ở tại trung tâm thành phố rồi. Thì các bạn có thể tham quan. Có thể hôm nay chúng ta là sinh viên nhưng mà sang một vài năm nữa đâu thì chúng ta quay lại thì chúng ta lại là đấy, nhưng mà sẽ các bạn sẽ cảm nhận được cái phiên chợ đá quý. Sau đó rồi chúc đi chơi vui vẻ. Giờ các bạn đã rời khỏi ngôi nhà chúng tôi, năng lượng tích cực cũng sẽ di dời đi. Rất vui hôm nay một cái buổi giao lưu phải nói là tuyệt vời nha. Và cảm ơn thầy Sơn. Ôi giời ơi, bây giờ còn đang lo về chúng nó tót cái lớp này lên thì nó cái lớp kia nó tị. Trong trường hợp lớp kia nó tị là sáng mai đưa nó đến nhá. Được không? Vâng, vâng, ngày mai em đi rồi. À mai chúng mới đi ngủ căng trải. Tạm biệt các con nhá. Tạm biệt. Chào chú. Con sẽ gửi ảnh cho thầy Sơn nhá. Ờ, ok. Cảm ơn cô, hả cô? Tạm biệt con. Cảm ơn cô. Tạm biệt các con nha. Tạm biệt. Cô ăn khoai của cô ngon quá cô. Thế à, ngon quá à, ăn nhiều vào. Ừ, tạm biệt các con. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày.